án xây dựng tuyến đường DT482 có ý nghĩa quan trọng khi hoàn thành sẽ góp phần giảm tải lưu lượng cho quốc lộ 10 từ thành phố Ninh Bình đi Kim Sơn, kết nối với các tuyến đường bộ của quốc gia như quốc lộ 1, quốc lộ 10, quốc lộ 12B, nhất là kết nối liên thông trực tiếp vào tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam đoạn Cao Bồ Mai Sơn. Chính vì vậy, để đảm bảo tiến độ thi công, các địa phương nơi dự án đi qua đã tập trung giải phóng mặt bằng, đảm bảo sự thống nhất đồng thuận trong nhân dân. Ghi nhận tại huyện Kim Sơn. Dự án gồm 5 tuyến đường với chiều dài gần 44 km và 7 cầu, tổng mức đầu tư là 1.475 tỷ đồng. Trong đó, địa bàn huyện Kim Sơn gồm 3 tuyến 482B, 482C và 482D đi qua 10 xã với chiều dài 14 km. Tổng diện tích đất thu hồi là hơn 315.000 m², số gia đình tổ chức bị ảnh hưởng là 455. Để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công, đẩy nhanh tiến độ, Kim Sơn đã xây dựng phương án cụ thể, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, các sở ngành, đơn vị liên quan, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện. Ngay từ khi có quyết định phê duyệt dự án và triển khai công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án, thì Ủy ban dân huyện cũng như là hội đồng giải phóng mặt bằng của huyện đã phối hợp chặt chẽ với ban quản lý dự án ở tỉnh, chủ đầu tư để triển khai thực hiện, đã tích cực tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân để mà người dân đồng thuận cao cho cái việc mà triển khai cái giải phóng mặt bằng, giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công thực hiện dự án theo tiến độ đề ra. Đơn cử như việc triển khai thi công các cầu trên tuyến 482B. Để đảm bảo tiến độ, huyện đã phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu có phương án hỗ trợ trước mắt cho người dân vùng bị ảnh hưởng. Nhờ đó mà công tác giải phóng mặt bằng đã được thực hiện sớm, tiến độ thi công nhờ đó cũng được đẩy nhanh. Trong quá trình thi công thì chúng tôi được nhận được sự quan tâm của Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện cũng như ban quản lý dự án và các cái sự ủng hộ của các hộ dân. Nên hiện tại chúng tôi đã được giải phóng mặt bằng 100% mặt bằng sạch để triển khai thi công. Quá trình thi công thì chúng tôi sẽ tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực để đảm bảo cái tiến độ đề ra. Chúng tôi đặt mục tiêu hàng đầu đó là an toàn lao động, tiến độ và chất lượng. Cùng với đó, Kim Sơn luôn quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân, đặc biệt là những hộ bị ảnh hưởng, hiểu rõ và ủng hộ chủ trương của nhà nước. Quá trình kiểm đếm, đo đạc, thẩm định đơn giá và thực hiện các thủ tục đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, từ đó đã tạo được sự đồng thuận từ phía người dân. Dự án 482 mà nhà nước hiện nay đang đầu tư và tổ chức thi công xây dựng ấy, thì có thể nói đây nó là một cái chủ trương hết sức là đúng đắn. Nó thể hiện cái sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy chính quyền địa phương đối với cái địa bàn chúng tôi đang sinh sống. Cho nên là khi nhận được cái thông tin là nhà nước triển khai thực hiện cái dự án này thì nhân dân chúng tôi rất phấn khởi, đồng lòng cùng với nhà nước từ bắt đầu triển khai cho đến khi mà tổ chức thực hiện như hiện nay đấy, thì nhân dân rất là ủng hộ, đồng tình và cũng tạo điều kiện tốt nhất để cho dự án thi công đảm bảo đúng thời gian, đúng kế hoạch. Với chủ trương đúng, trúng và cách làm linh hoạt, tin tưởng công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường DT482 qua địa bàn huyện Kim Sơn sẽ được thực hiện nhanh chóng để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công, đẩy nhanh tiến độ. Cùng với các đơn vị liên quan quyết tâm nỗ lực thông xe kỹ thuật một số đoạn tuyến của dự án ngay trong năm 2023.